Nano Token là token tiện ích thuộc mạng lưới Nano, đồng tiền điện tử có mặt trên thị trường crypto với định hướng trở thành đồng tiền lưu hành trong đời sống thay thế các loại tiền pháp định truyền thống. Để giúp cộng đồng tìm hiểu thêm về Nano nhằm đưa ra các quyết định đầu tư chính xác, VNDC gửi tới cộng đồng bài nghiên cứu toàn cảnh về Nano Token và vai trò của nó trong mạng lưới Nano. Giới thiệu về Nano. Mạng lưới Nano bắt đầu được thành lập từ tháng 10 năm 2015 và được ra mắt với cái tên Live Blocks. Nano được phát triển bởi Colin Lemahiel, một kỹ sư và nhà phát triển phần mềm với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty công nghệ nổi tiếng như Dell, AMD và Qualcomm, cùng đội ngũ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực blockchain. Nano được tạo ra nhằm mục đích trở thành một nền tảng thanh toán peer-to-peer sử dụng cấu trúc dữ liệu Block Lattice, mạng tinh thể khối, cho phép người dùng dễ dàng giao dịch tài sản số một cách nhanh chóng và không mất chi phí. Mạng Nano sử dụng cơ sở hạ tầng Block Lattice theo đồ thị kiến trúc không theo chu trình, Directed Acyclic Graph, DAG. Khác với các công nghệ blockchain thông thường, mỗi tài khoản trong mạng Nano đều có một nền tảng blockchain riêng, AccountChain. Mỗi cá nhân đều có thể gửi và cập nhật blockchain AccountChain của mình mà không cần phụ thuộc vào toàn bộ mạng lưới. Người dùng có thể gửi tiền đi bằng cách tạo ra hai block mới, một block đưa vào blockchain của bản thân và một block đưa vào blockchain của người nhận. Người nhận lấy tiền bằng cách nhặt bất kỳ block nào nhận được vào blockchain của mình. Người dùng không cần online vẫn có thể nhận được tiền. Khi người dùng truy vấn số dư của mình, phần mềm ví sẽ tự động nhặt bất kỳ khoản tiền nào còn ở bên ngoài với private key là của riêng bạn và thêm nó vào blockchain của bạn. Với tham vọng vượt mặt Bitcoin, Nano chọn hướng đi giải quyết các vấn đề quan trọng do mạng lưới Bitcoin đặt ra. Các vấn đề về khả năng mở rộng giúp người dùng không còn phải lo ngại về việc tăng phí giao dịch trên mạng lưới Bitcoin. Các vấn đề về tính toán khiến thời gian giao dịch kéo dài quá lâu. Năng lượng tiêu thụ cho việc đào Bitcoin đang tăng quá cao, ảnh hưởng nặng nề đến môi trường. Để giải quyết những thách thức này, Nano cung cấp một giải pháp cho tiền mã hóa và vượt qua những ranh giới của Bitcoin nhờ cấu trúc Block Lattice, mạng tinh thể khối, giúp giảm chi phí giao dịch xuống bằng không và tiêu tốn ít năng lượng hơn quá trình đào Bitcoin. Với lời tự giới thiệu là tiền kỹ thuật số cho thế giới hiện đại, Nano Token. Nano là một loại tiền điện tử nhẹ được thiết kế để hỗ trợ thanh toán an toàn, thực hiện ngay lập tức, không tính phí và giải quyết một số hạn chế chính của cả cơ sở hạ tầng tài chính cũ và nhiều loại tiền điện tử hiện đại. Nano Token ra đời với mục tiêu ban đầu giống với Bitcoin, định hướng trở thành đồng tiền được sử dụng thay thế cho các loại tiền pháp định truyền thống, trở thành loại tiền tệ kỹ thuật số có thể được sử dụng hàng ngày. Mục đích sử dụng của Nano Token. Với tham vọng trở thành đồng tiền điện tử lưu hành trong cuộc sống hàng ngày, Nano Token được trang bị những tính năng phục vụ các mục đích thanh toán phổ biến trong cuộc sống. Tính năng peer-to-peer, dùng Nano để thanh toán các dịch vụ tiêu dùng hàng ngày, từ việc trả tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước hay tiền taxi. Tính năng micropayment, dùng Nano để thanh toán cho các tài sản có giá trị nhỏ. Tính năng business to customer, dùng Nano để thanh toán giữa doanh nghiệp và khách hàng. Đánh giá tiềm năng của Nano Token. Với lợi thế là đồng tiền điện tử duy nhất sử dụng công nghệ mạng tinh thể khối Block Lattice, hỗ trợ thanh toán an toàn, thực hiện ngay lập tức, không tính phí và giải quyết được các vấn đề mà hầu hết các loại tiền điện tử hiện nay đang gặp phải, Nano Token ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư và mang lại nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.